chào mừng các em đến với lớp học trực tuyến của trường tiểu học Kim Đồng, quận Bình Tân. Hôm nay, cô rất vui được gặp lại các em trong tiết tự nhiên và xã hội của lớp 3, tuần 27. Trước khi bước vào bài học mới, chúng ta cùng nhau kiểm tra kiến thức cũ nhé! Câu 1. Em hãy nêu tên các bộ phận bên ngoài của cá. Cá gồm có các bộ phận như đầu, mình, vây và đuôi. Câu 2. Em hãy nêu đặc điểm chung về các loài cá. Cá là loài vật có xương sống, sống dưới nước, thường thở bằng mang. Cơ thể chúng thường có vảy, có vây. Qua phần kiểm tra bài cũ này, cô thấy các em về nhà có xem lại bài. Ở tiết tự nhiên xã hội trước, các em đã chỉ và nói được tên các bộ phận cơ thể của các con cá, nêu được lợi ích của cá. Tiết học hôm nay, ta sẽ tìm hiểu về một loài động vật nữa, đó chính là chim. Tự nhiên và xã hội, tiết 53, chim. Trong tiết học hôm nay, các em sẽ quan sát tranh, ảnh, chỉ ra được các bộ phận bên ngoài, sự phong phú và đa dạng, lợi ích của các loài chim đối với con người. Bên cạnh đó, ta sẽ biết thêm được một số kiến thức thú vị, đặc trưng riêng của các loài chim đó các em. Bây giờ các em hãy thật chú ý vào nhé. Ta bước vào hoạt động 1. Hoạt động 1. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu các bộ phận của cơ thể chim. Các em hãy quan sát, chỉ và nói tên các bộ phận bên ngoài của các loài chim sau: đại bàng, đà điểu, công, vẹt, họa mi, ngỗng, cánh cụt, hút mật. Các em hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của chim đại bàng nào. À, chim đại bàng có các bộ phận như: thứ nhất là đầu, tiếp theo là mỏ, đây là mình, cánh, lông và chân. Tương tự với chim đại bàng, các em hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của chim công. Công cũng có các bộ phận giống như chim đại bàng: đầu, mỏ, cánh, mình và chân. Tương tự như vậy, các em hãy chỉ và nêu tên các bộ phận bên ngoài của chim cánh cụt nào. Giống như chim đại bàng và chim công, cánh cụt cũng có các bộ phận như đầu, mỏ, cánh, mình và chân. Sau khi quan sát và nêu được tên các bộ phận bên ngoài của các loài chim, thì ta nhận thấy rằng, cũng như các loài động vật khác, mỗi con chim đều có đầu, mình và các cơ quan di chuyển. Vậy cô đố các em, toàn thân chim được phủ bằng gì? Toàn thân chim được bao phủ bởi một lớp lông vũ. Đây là lông của hai loài chim này, thật là đẹp và nhiều màu sắc đúng không các em? Mỏ chim có đặc điểm gì chung? Chúng dùng mỏ để làm gì? Các em hãy quan sát những bức ảnh trên màn hình nào. Đây là mỏ của các loài chim. Mỏ chim
cứng, nhọn, chúng dùng mỏ để mổ thức ăn. Bây giờ, các em hãy quan sát và trả lời câu hỏi. Cơ thể chim có xương sống hay không? Đây là một bộ xương của chim hút mật. À, đây là xương sống của nó. Từ đây ta có thể kết luận chim là động vật có xương sống, đúng không nào? Sau khi đã quan sát và nêu được tên các bộ phận bên ngoài của các loài chim, ta thấy rằng chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân. Bây giờ ta cùng nhau bước sang hoạt động 2 nào. Ở hoạt động 2, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về sự phong phú đa dạng của các loài chim. Nhiệm vụ của các em là hãy dựa vào hiểu biết và quan sát hình ảnh, em có nhận xét gì về màu sắc, hình dáng của các loài chim? Cô có các loài chim như đại bàng, họa mi, vẹt, công, ngỗng, chim cánh cụt, chim hút mật, đà điểu. Các em thấy đó, toàn thân chim được bao phủ bởi một lớp lông vũ. Có loài thì màu xanh lá, có loài màu đen, có loài thì màu trắng, có loài thì có màu vàng, màu đỏ và đủ màu sắc sặc sỡ. Về kích thước, có loài thì nhỏ, có loài thì to. Ta có kết luận như sau, lông chim có nhiều màu sắc khác nhau và rất đẹp, về hình dáng cũng rất khác nhau. Nhiệm vụ tiếp theo của các em là hãy dựa vào hiểu biết và quan sát hình ảnh. Em hãy nêu loài nào biết bay, loài nào biết bơi, loài nào chạy nhanh. Bây giờ các em hãy cùng hoàn thành bảng phân loại này với cô nào. Đầu tiên là loài chim đại bàng, biết bay, chim họa mi, cũng biết bay, vẹt là loài chim biết bay, ngỗng, ngỗng là loài chim biết bơi, cánh cụt là loài chim biết bơi, công là loài chim biết chạy, đà điểu là loài chim biết chạy, và cuối cùng là chim hút mật là loài biết bay. Các loài chim chúng khác nhau về khả năng di chuyển, đúng không nào? Vậy em hãy nhận xét về cánh và chân của chim đại bàng, loài chim biết bay, chim đà điểu, loài chim biết chạy. Đầu tiên là chim đại bàng. Cánh chim rộng, dài, khỏe, có thể bay trong bão táp. Chân khỏe và móng vuốt sắc, nó là loài chim tượng trưng cho sức mạnh. Khác với đại bàng, chim đà điểu, cánh ít phát triển, ngắn nên không giúp đà điểu bay được. Nhưng đôi chân to, khỏe, giúp đà điểu chạy rất nhanh, có thể đạt tới 60-70 km/h. Từ những gì chúng ta vừa tìm hiểu, các em hãy nêu điểm giống và khác nhau của các loài chim. Giống nhau là trong tự nhiên có rất nhiều loài chim. Mỗi loài chim đều có đầu, mình và cơ quan di chuyển. Khác nhau về màu sắc, kích thước
và hình dáng, khả năng di chuyển. Từ những gì khác nhau đó, các em thấy rằng thế giới loài chim rất phong phú và đa dạng. Có loài hót hay, có loài biết bơi, có loài chạy nhanh, và chúng cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho con người. Để biết chúng mang lại những lợi ích gì cho con người, chúng ta cùng sang hoạt động 3 nào. Hoạt động 3: ích lợi của loài chim. Theo em, chim có ích lợi gì? Lợi ích thứ nhất mà chim mang lại cho chúng ta đó chính là làm thức ăn. Như loài vịt nè, các loài gia cầm. Làm cảnh mang lại tiếng hót cho con người. Trên màn hình của các em là loài chim chào mào. Ngoài ra, còn có các loài chim như hỏa mi, sơn ca. Chim giúp nhà nông bắt sâu, bảo vệ mùa màng. Chim bồ câu còn giúp người đưa thư. Chính vì thế, chim là người bạn rất thân thiết của con người. Chim còn góp phần làm cho thiên nhiên thêm tươi đẹp bằng những bộ lông đầy màu sắc của mình đó các em. Vậy chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ các loài chim? Ta không nên săn bắn, không phá tổ chim, bắt chim con. Đối với một số loài chim quý hiếm thì chúng ta cần phải bảo vệ, nhân giống, tuyên truyền cho mọi người cùng nhau bảo vệ các loài chim. Sau tiết học ngày hôm nay, các em cần ghi nhớ: chim là động vật có xương sống. Tất cả các loài chim đều có lông vũ, có mỏ, hai cánh và hai chân. Cô có một số dặn dò dành cho các em. Ghi nhớ nội dung chính của bài chim sách giáo khoa Tự nhiên và Xã hội trang 103. Chuẩn bị bài tiếp theo, thú. Hẹn gặp lại các em trong các video clip lần sau nhé!